Chào các bác nông dân. Hôm nay mình muốn giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho vườn tước của mọi người, Kimsis 20 AC thuộc trừ sâu sinh học an toàn. Trước hết, mình cùng tìm hiểu Kimsis 20 AC là gì nhé. Đây là một loại thuốc trừ sâu đặc biệt được tạo ra để bảo vệ cây trồng khỏi sâu bộ mà vẫn thân thiện với môi trường. Mọi người biết không, dùng thuốc trừ sâu sinh học như Kimsis 20 AC không chỉ tốt cho sức khỏe của chúng ta mà còn giúp gìn giữ hệ sinh thái nữa đấy. Vậy điều gì làm Kimsis 20 AC trở nên đặc biệt? Đó chính là thành phần từ thiên nhiên. Sản phẩm này chứa các chất chiết xuất từ cây cỏ, giúp tiêu diệt sâu bọ hiệu quả mà không gây hại cho cây trồng. Hơn nữa, Kimsis 20 AC còn diệt được nhiều loại sâu bệnh khác nhau, từ sâu đực thân đến rếp sáp, giúp cây trồng khỏe mạnh, phát triển tốt hơn. Cách sử dụng Kimsis 20 AC cũng rất đơn giản, mọi người chỉ cần pha loãng theo hướng dẫn trên bao bì và phun trực tiếp lên cây trồng thôi. Nhớ là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất nhé. Với Kimsis 20 AC, mọi người không chỉ có được một mùa vụ bội thu mà còn góp phần bảo vệ môi trường nữa. Đây là một giải pháp nông nghiệp bền vững, rất cần thiết để đảm bảo tương lai cho con cháu chúng ta. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Và nhớ nhé, Kimsis 20 AC, giải pháp sinh học cho nông nghiệp. Đừng quên ghé thăm drplant.vn để biết thêm chi tiết.